đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, di sản cho mai sau có còn gì để cháu con ta trang trải đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đây là buổi lễ phát giải cuộc thi phổ nhạc từ bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh của cô giáo Trần Thị Lam tổ chức tại Sài Gòn vào chiều ngày 27 tháng 5. Ghi nhận từ việc hưởng ứng cuộc thi cho thấy vẫn nước lại đang trải qua cơn sóng gió, chúng ta sẽ không dừng lại ở nỗi xót xa hay buồn giận mà còn phải ngồi lại với nhau rồi phải bắt tay vào việc chung lòng chung sức chung tiếng nói để tìm được phương kế cứu vãn để kịp thời chữa lành và hồi sinh. Cũng một lần tình cờ em có lên trên Facebook, em thấy một cái bài thơ đó, em có đọc rồi em có nhìn thấy mỗi ngày em hay lên Facebook là em đọc nhiều tin tức lắm, rồi em thấy bài thơ đó hay, với lại em cũng là một người yêu âm nhạc thì sẵn cái đàn guitar đó thì em trong lòng em có gì em nghĩ ra em viết luôn chứ em cũng không em thấy sao thì em làm vậy. Thì cũng có lúc khó do tại vì đó là một bài thơ mình phải phổ nhạc thì em phổ nhạc cho khớp với từng ý thơ luôn chứ em không có bẻ từng chữ của tác giả để thêm từ mới vô. Em tôn trọng tác giả nên em làm một melody khớp với nhạc luôn. Thì cảm xúc của em cũng bất ngờ, em không hôm đó thì khi nhận được tin nhắn thì em cũng không biết là không tin nổi là mình nhận được giải nhất luôn. Buổi trao giải cho cuộc thi phổ nhạc trên thơ của Trần Thị Lam Đất nước mình ngộ quá phải không anh đã diễn ra trong một bầu khí rất thân thương, ấm cúng. Về các cuộc thi, tôi nghĩ rằng là đây là một khởi đầu và tôi mong rằng đây không phải là một dấu chấm hết. Và đối với Sài Gòn Báo cùng với FPTN và Việt News tổ chức cái kỳ này, chúng tôi cũng không có ý định là những người duy nhất tổ chức và chúng tôi muốn các tổ chức khác hãy cùng tổ chức ra những cuộc thi với nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là văn hóa, để mọi người khi chưa dám tỏ bày chính kiến xã hội thì ít nhất dám tỏ bày cái sự khát khao, cái đẹp, tức là văn hóa, và cái đó cũng giúp xây dựng cộng đồng. Chúng tôi tường trình cho FPTN từ Sài Gòn.